đi ra đường dẫn khách dầm nắng dãi mưa nhiều khi cảm thấy cũng chưa happy lắm anh chị, và mình cảm thấy rất là biết ơn cái bạn thân nam khách đến 1 năm về trước, dù là giai đoạn đó thực sự chưa có dễ dàng về tài chính về mọi thứ, nhưng mà mình đã ra cho mình một cái quyết định rất là mạnh mẽ và rất là mạnh liệt để mà quyết đoán để mình có trở thành một thành viên của câu lạc bộ, để cho mình có nắm bắt được cái xu hướng kinh doanh và được vào trong môi trường nhóm rèn luyện của câu lạc bộ, vào trong nhóm rèn luyện doanh nhân trạng thái hỏa mang, để cho phép mình được những người thành công dẫn dắt, những người đi trước, những người đã tạo ra những cái kết quả mà mình rất là ao ước, để dẫn dắt, để hướng dẫn cho mình. Và Nam cảm thấy đây là một cái lựa chọn mà sáng suốt nhất trong cái hành trình, trong cuộc đời của Nam trong 30 năm vừa rồi anh chị. Và không những khi Minh Hà đã ứng dụng, mình đã đồng hành cùng với câu lạc bộ đó anh chị, thì Nam còn giúp đỡ được người bạn mà đời của mình, đó là bà xã của mình, cũng đồng hành cùng với câu lạc bộ luôn anh chị. Đó là một điều mà Nam cảm thấy rất là hạnh phúc, phải không ạ? Đồng phần vợ phần chồng thì đặc biệt đâu cũng cả đúng anh chị, bởi vì trước đây Nam đã bị neo tư duy á, đó là hai vợ chồng mà làm cùng một ngành nghề thì sẽ không có, gọi là không có hạnh phúc, không có phát triển á. Mình bị neo cái tư duy đó từ nhỏ ra anh chị. Dạ, và khi vào câu lạc bộ thì mình được thấy những anh chị doanh nhân, họ cùng nhau đồng hành, cùng nhau kinh doanh, cùng nhau xây dựng phát triển sự nghiệp, cùng tầm nhìn, cùng chung sứ mệnh, và mình rất là thích cái điều đó. Dạ, và mình cũng ngay lập tức mình ra quyết định là hai vợ chồng Nam phải trở thành những thành viên ưu tú của câu lạc bộ doanh nhân trạm tài hỏa vàng. Và Nam và Dung hiện tại đang từng bước để biến cái điều đó trở thành hiện thực của anh chị, rất là tuyệt vời, phải không ạ? Và không những như vậy thì Nam còn chia sẻ và giúp đỡ được chị gái của mình cũng trở thành một thành viên của câu lạc bộ luôn anh chị có cảm thấy là mình rất là hạnh phúc, bởi vì là cái kiến thức, cái môi trường của câu lạc bộ rất là tuyệt vời, mình giúp được những cái người ngoài kia, những người chưa biết đến môi trường câu lạc bộ là điều rất là tuyệt vời. Nhưng mà có phải là hạnh phúc hơn khi mà mình giúp được những người thân yêu nhất trong gia đình của mình, những người thân nhất của mình cũng biết đến môi trường của câu lạc bộ, cũng đồng hành cùng với câu lạc bộ để có thể xây dựng cho mình một công việc kinh doanh, để phát triển, để trở thành một con người tuyệt vời, thì điều đó có phải là rất là hạnh phúc, phải không anh chị? Dạ, đó là một điều mà Nam cảm thấy rất là may mắn và hạnh phúc khi mình biết đến câu lạc bộ. Và khi biết đến câu lạc bộ thì tư duy của Nam cũng ngày càng tăng lên, sức khỏe của Nam thì được sử dụng công thức của câu lạc bộ thì sức khỏe càng ngày càng cải thiện rất là tốt anh chị. Thực sự là cơ thể rất là khỏe mạnh, làm việc từ trước đây cũng chưa có khỏi phải dậy sớm đâu. Và bây giờ thì hơn 1 năm qua thì Nam đã liên tục duy trì được cái sự cường độ làm việc rất là cao, từ 4:30 tới 11 giờ đêm anh chị, cũng tất cả là nhờ vào những cái bộ công thức của câu lạc bộ. Và anh chị bây giờ nhìn trường cho nó hỏi anh chị nhìn nhìn thấy Nam có đẹp trai không ạ? À? Lúc nãy chị Vy có chia sẻ là cái ngoại hình rất là quan trọng đúng không anh chị? Một tạp nữa Nam sẽ cho anh chị xem một bức hình mà đúng vào 1 năm trước. Dạ, 1 năm trước khi mà Nam vào câu lạc bộ cũng tham gia vào chương trình như vậy của chị Vy cách đây 1 năm đó, thì Nam cũng chụp lại một bức hình. Chụp lại một bức hình lúc đó chị đi nói thì Nam cũng chụp lại một bức hình để mình xem cái hành trình mà mình phát triển sau 1 năm vừa qua nó như thế nào anh chị ha. Và lát nữa thì Nam cũng mong được chia sẻ những cái hình ảnh đó để cho tất cả các anh chị cô chú, để cái cách để mình chụp hình, cái cách để mình ra quyết định để mình đạt được những cái kết quả như vậy. Đó là một hành trình, là một quá trình các anh chị, đó là một cái sự cam kết, là một cái sự tập trung, một cái kỷ luật, chứ không phải là kết quả của Nam tự nhiên mà để đánh chị ha. Và Nam cũng rất là hạnh phúc, bởi vì là ngày trước là mình cũng làm bất động sản anh chị, mình cứ nghĩ là mình rất là thích tạo ra trong thu nhập cộng đồng, nhưng mà mình chỉ biết là làm ra tài sản rồi mua những cái căn nhà rồi cho thuê đúng không anh chị, rồi cho thuê rồi một căn thì 5-7 triệu, 10 triệu, 20 triệu gì đó, nhưng mà cái số tiền mình đầu tư đó cũng không thể đúng không ạ, cũng ít nhất cũng phải là tiền tỷ, 2-3 tỷ, 5 tỷ, 7 tỷ, 10 tỷ đúng không anh chị, mới tạo ra được trong thu nhập cộng đồng. Nhưng mà khi biết đến môi trường câu lạc bộ thì rất là tuyệt vời, đó là Nam chỉ đầu tư vào công việc, đầu tư vào chính công việc kinh doanh của mình, và hai vợ chồng Nam cũng đã tạo ra được những cái dòng thu nhập thụ động rồi anh chị. Có những tháng anh chị thì cái dòng thu nhập thụ động của Nam á, thì cũng bằng một cái căn nhà mà Nam đã cho thuê. Cái điều đó là Nam cảm thấy wow, rất là tuyệt vời. Mình có hơn 17 năm mình ra kinh doanh, mình lập nghiệp, mình có được một căn nhà cho thuê được khoảng 10 triệu anh chị. Dạ, nhưng mà chỉ có một khoảng thời gian đồng hành với câu lạc bộ chưa tới 1 năm thôi mà Nam mà đã tạo ra được cái dòng thu nhập thụ động bằng cái
nhà văn chạy công sức mà mình làm 10 năm. Có phải điều đó rất là tuyệt vời không anh chị?